Tiếp tục đến với nội dung phim Phàm Nhân Tu Tiên. Ở tập trước, Đồng Huyền Nhi đã bị bắt đi. Trên đường đi, Vương Thiên tỏ ra vô cùng khách khí, còn Đồng Huyền Nhi thì lại tỏ vẻ chán ghét. Tên yêu nhân đúng là âm hồn bất tán, hôm nay rơi vào trong tay hắn, muốn chém muốn giết tùy ý hắn định đoạt, đừng hòng làm nhục bản tiểu thư. Vương Thiên nghe vậy liền thẳng thắn, nếu bàn về bối phận, e rằng hắn phải gọi nàng bằng một tiếng sư muội. Trước đó tại Yến Gia Bảo bị tiểu tử kia xen vào làm hỏng chuyện hắn và muội làm quen nhau. Đồng Huyền Nhi nhanh chóng phản bác, cũng lấy ra danh tiếng của sư phụ mình là Hồng Phất, hy vọng rằng hắn sẽ hoảng sợ mà thả mình ra. Vương Thiên lập tức lấy miếng ngọc bội ra quan sát, cái gì gọi là đệ nhất tù sĩ kết đan của Hoàng Phong Cốc, sư phụ nàng không nói gì cả cho nàng hay sao? Lời này hiển nhiên là Vương Thiên đã biết được bí mật nào đó. Hắn không nói rõ cụ thể mà ám chỉ rằng Hồng Phất sư thúc có liên quan tới ma giáo, đến nơi rồi nàng sẽ biết mọi chuyện. Điều này làm cho Đồng Huyền Nhi cảm thấy kỳ quái, người như hắn giết cũng không giết, thả không thả, chỉ biết tự nói tự quyết. Sau vài lời trò chuyện, Vương Thiên liền trực tiếp bày tỏ ý định là mang Đồng Huyền Nhi đi nhận thân nhân. Hắn phân phó cho đám thuộc hạ đến họp Hoan Tông, hắn sẽ tặng phần đại lễ cho mộ Vân lão tổ. Cùng lúc này, Nam Cung Uyển cũng nhận được thông tin liên quan tới Tuyền Nhạc, tông môn điều tra hắn một năm vẫn bật vô âm tín. Theo tù binh ma đạo khai báo, xem ra hắn đã chạy án rồi. Trong tông môn đã đình chỉ công tác tìm kiếm, phát xuống lệnh truy nã thất phái. Lời này hiển nhiên là bọn họ chưa biết Tuyền Nhạc đã bị Hàn Lập giết chết. Nam Cung Uyển giả vờ quan tâm, sau đó nàng liền phân phó cho nữ tỳ lùi xuống. Ánh mắt nàng đăm chiêu nhìn về nơi xa, dường như là đang nhớ tới Hàn Lập. Lúc này Hàn Lập đang diện kiến sư phụ, lão yêu cầu hắn đi tới kinh thành một chuyến. Năm đó lão vẫn còn là đệ tử luyện khí kỳ, có vị sư huynh có ân cứu mạng với lão, vậy nhưng hắn không may vẫn lạc trong một lần thí luyện. Sau khi lão lên trúc cơ liên tục tìm kiếm hỏi thăm lại, chỉ tìm được con trai độc nhất của sư huynh. Đáng tiếc, hắn không có linh căn không thể nào tu hành. Cho nên lão chỉ có thể lập lời thề lúc còn sống, đảm bảo trên dưới nhà hắn đời đời phú quý. Sau đó hắn và hậu nhân của hắn ở kinh thành khai chi tán diệp. Bây giờ đã là đời thứ tư rồi, trước khi tu tiên giới tranh đấu chưa từng liên quan tới phàm tục. Vậy nhưng lần này, tặc tử ma đạo lại trực tiếp xuất thủ tiêu diệt Khương Quốc Vương Triều Thế Tục. Lão rất lo lắng bọn chúng sẽ ra tay trực tiếp với Tư Quốc, cho nên lão muốn Hàn Lập thay mình đi kinh thành một chuyến. Nếu như ma đạo lại ra tay với Thế Tục, hy vọng Hàn Lập có thể bảo vệ gia đình kỳ an toàn. Nói rồi, lão đưa cho hắn một quyển sách có ghi chép thông tin. Vừa vặn kinh thành nằm ở nội địa Tư Quốc, đây chính là thời cơ tuyệt hảo để rời khỏi đây. Nhưng dù là như vậy thì Hàn Lập vẫn muốn đòi thù lao. Lý Hoa Nguyên cũng văn vẻ đáp lời, đáng tiếc là Hàn Lập lại không bỏ cuộc. Không còn cách nào khác, lão đành phải hứa ban thưởng chiến công sau. Bây giờ lão sẽ viết một lá thư cho gia chủ hiện nay của Tần gia. Hàn Lập sau khi đến chỉ cần giải thích là được, không cần để ý người khác. Ngoài ra một vị đạo hữu của Yểm Nguyệt Tông gần đây dẫn đội chấp hành nhiệm vụ gần kinh thành. Vừa hay đi ngang qua đây, lão muốn Hàn Lập đi theo phi thuyền của người ta, cũng dễ dàng tránh né tai mắt. Không ngờ người mà Lý Hóa Nguyên nhắc tới lại là Nam Cung Uyển. Đúng lúc Hàn Lập đang trò chuyện thân mật với Trần Sào Thiến thì nàng ta đi ngang qua. Nhìn thấy ánh mắt của Nam Cung Uyển, Hàn Lập liền giật mình, cảm giác mách bảo không ổn rồi. Sau khi lên thuyền, hắn vô cùng hoang mang, vừa vặn Nam Cung Uyển lại ở tầng trên. Đúng như dự liệu, Nam Cung Uyển vô cùng tức giận khi nhìn thấy màn cầm tay thân mật vừa rồi của Hàn Lập. Mặc dù trong lòng luôn thầm nhủ rằng tiểu tử đó đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai cũng không liên quan, vậy nhưng thái độ của nàng thì không thể che giấu được. Nghe được tiếng đập phá tầng trên, Hàn Lập lại cứ tưởng rằng nàng ta muốn giết mình diệt khẩu nên vội vã cài đặt trận pháp lên cửa. Mặc dù trận pháp chưa hoàn thành, vậy nhưng có lẽ còn có thể ngăn cản một chút, như vậy thì an toàn hơn nhiều. Hắn dự định sẽ xuống thuyền sớm hơn dự kiến, để còn đi tìm Tề Vân Tiêu để hỏi thăm về cái pháp trận bí ẩn ở quặng mỏ. Xem ra một chút tài liệu, Hàn Lập liền chú ý tới một loại đan dược có tên là định nhàn đan, có thể khiến dung nhan bất lão, mãi mãi giữ được thanh xuân. Không chờ đợi nữa, hắn liền bắt tay vào luyện chế. Vừa luyện chế xong thì phi thuyền cũng đã tới Nguyên Vũ Quốc. Hàn Lập nhanh chóng xuống thuyền. Trước khi rời đi vẫn không quên nhờ tỷ nữ ra viên đan dược định nhàn đan cho Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển cũng biết tin tức Hàn Lập xuống thuyền. Sau khi nghe bẩm báo hắn để lại một món đồ, nàng ta liền vui vẻ. Vậy nhưng sự vui vẻ nhanh chóng biến mất sau khi biết món đồ tiên tiểu tử kia tặng lại là một viên định nhàn đan. Đây là đang có ý chê mình ra sao? Cho nên Nam Cung Uyển lập tức nổi giận. Dù là vậy thì nàng ta vẫn vui vẻ nhận đồ, sớm muộn gì cũng đánh chết hắn mà thôi. Tiến vào Nguyên Vũ Quốc, Hàn Lập một đường đến nhà Tề Vân Tiêu, và nhưng tên kia lại không có nhà. Nghe gợi ý, hắn liền đi tới đấu giá hội giao bán hai viên định nhàn đan. Đây vốn là đan dược hiếm có, nam nhân không thể dùng, vậy nhưng lại có sức hấp dẫn cực kỳ lớn đối với nữ nhân. Với lại, nam nhân cũng có thể mua về tặng cho vợ hoặc đạo lữ của mình. Sau nhiều lần tăng giá, hai viên định nhàn đan cũng được bán với giá 570 linh thạch. Điều này làm cho Hàn Lập kinh ngạc, không ngờ hai viên đan dược của hắn lại bán được nhiều linh thạch như vậy, sắp đuổi kịp pháp khí cao cấp rồi. Vật đấu giá thứ 28 cũng là món cuối cùng, là một cây hoàng tinh chi ngàn năm.
đồ quý giá của nó không phải bàn, nó lập tức khiến khán đài sôi nổi. Hàn Lâm nhận ra gốc linh thảo này lại chính là gốc mà hắn năm đó đã giao dịch với Vạn Bảo Lầu. Như vậy rất có thể kẻ đứng sau buổi đấu giá này là Gian Thương Sư Thúc. Đợi lát nữa thử lệnh bài khách quý cho lão xem. Rất nhanh giá bán đã được đẩy lên tới 1.500 linh thạch. Đột nhiên Tề Vân Tiêu mở cửa xen vào cuộc đấu giá, Hàn Lập thế vậy liền căng thẳng, hành động mà không cần ngụy trang thật là bất cần. Tề Vân Tiêu thành khẩn muốn có gốc linh thảo này. Hắn nguyện ý dâng lên hai bộ pháp trận thượng đẳng trao đổi với vị tiền bối nào lấy được gốc linh thảo. Cả đám nghe vậy liền hoang mang, giá trị một bộ đã lên tới 1.500 linh thạch rồi, hai bộ phải có giá trị từ 3-5.000 linh thạch. Hai tên áo đen bịt mặt lập tức nổi lòng tham, hiển nhiên là Tề Vân Tiêu trong mắt bọn chúng chính là con dê béo. Đấu giá hội kết thúc, Tề Vân Tiêu vừa đi ra ngoài liền trở thành mục tiêu công kích của hai tên áo đen. Bọn chúng đang muốn giết người cướp đoạt. May mắn Hàn Lập đã chú ý tới hai tên kia, cho nên kịp thời xuất hiện giải cứu. Tề Vân Tiêu nhanh chóng dẫn Hàn Lập về nhà, đồng thời giới thiệu đạo lữ của mình là Tần Như Âm. Năm đó Hàn Lập giao dịch với hắn một gốc linh thảo ngàn năm cũng là để chữa bệnh cho nàng ta. Đổi lại thì Tề Vân Tiêu đáp ứng cải tiến điên đảo ngũ hành trận. Hàn Lập nhanh chóng nhận ra vị nữ tử này chính là vị chuyên gia trận pháp mà Tề Vân Tiêu cứ luôn miệng nhắc tới. Hàn Lập không muốn vòng vo nhiều, hắn trực tiếp nói ra mục đích của mình. Lần này tìm tới là muốn bọn họ giám định một vật, đồng thời cũng không quên nhắc nhở Tề Vân Tiêu chút kinh nghiệm sống. Lòng người hiểm ác, tu tiên giới càng là như vậy, nhất định phải hiểu được đạo lý tiền tài không nên để lộ. Xem xét trận pháp mà Hàn Lập muốn giám định, Tần Như Âm cũng ngạc nhiên, truyền tống, ổn định, gia tốc, truyền thâu linh lực, tăng phúc. Không ngờ truyền tống trận trong truyền thuyết này lại thực sự tồn tại. Trận này chỉ cần rót vào linh lực là có thể truyền tống vạn dặm, thậm chí đến đích trong giây lát. Nói tới đây, nàng ta liền thắc mắc, hình như phải phối hợp thêm một phiến đại na di lệnh mới có thể chống đỡ không gian loạn lưu. Chỉ đáng tiếc là trận pháp này còn chưa hoàn chỉnh, bị sập một góc, không dùng được nữa. Để sửa chữa cần rất nhiều vật liệu cao cấp, đổi ra linh thạch cũng không phải số ít. Hơn nữa, thời gian hoàn thành e rằng cũng phải nửa năm đến một năm mới được. Hàn Lập nghe vậy liền yên tâm, có thể sửa chữa là tốt rồi. Về phần chi phí, hắn tất nhiên sẽ một mình lo hết. Về thù lao, hắn còn có một gốc hoàng tinh chi ngàn năm có thể giao dịch nhằm chữa bệnh cho Tần Như Âm. Nàng ta nghe vậy liền bộc bạch, bệnh của nàng là long ngâm có thể chất bẩm sinh. Kinh mạch sẽ theo tu vi tăng lên mà dần dần héo rút, dược thạch khó trị. Có thể sống đến hôm nay đã là vô cùng may mắn. Nàng không muốn lãng phí tâm ý của Tề Vân Tiêu và linh thảo của Hàn Lập. Hơn nữa, tình thế bây giờ đang khá loạn, thực lực bọn họ còn thấp, không thể tự vệ. Hàn Lập nghe xong liền nhận ra ẩn ý, hiển nhiên là nàng ta sợ hắn có tâm ăn chó đá bát, giết người diệt khẩu. Xem ra phải để cho nàng ta bớt lo nghĩ mới được. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, mọi người đón xem video tiếp theo nhé. Nếu thấy video hay và bổ ích, đừng quên bấm like ủng hộ chúng mình. Và cũng đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận các video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở lần sau.